Hằng, chị Hằng, đi đâu mà vội vã mặt mũi lại đăm chiêu thế kia? Ôi cô Hoa, lớp bóng sắp liên hoan tổng kết, chị là trưởng ban phụ huynh, đang đi mua đồ cho các con liên hoan đây. Thế thì em biết nỗi lo của chị rồi, không biết mua gì vừa ngon bổ rẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm, hài lòng tất cả các phụ huynh mà các con lại thích chứ gì. Đúng rồi, thế cô có tuyệt chiêu gì bày cho chị với? Thạch sữa chua Happy chị ạ, mùi vị ngon thơm mát đặc trưng của sữa chua và rau câu rong biển từ đáy biển sâu, giúp giải khát thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, đem lại làn da khỏe mạnh mịn màng. Trẻ con thích lắm, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại theo công nghệ tiên tiến, nguyên liệu tự nhiên, cung cấp nhiều khoáng chất như vitamin, axit amin, bổ sung iốt tăng sức đề kháng cho cơ thể. Hoàn toàn yên tâm nhé. Thạch sữa chua Happy à cô? Thạch sữa chua Happy là sản phẩm của công ty thực phẩm Đức Hạnh. Công ty còn có thạch rau câu, kẹo dẻo Bắc Việt, kẹo gấu Misa, kẹo gôm, kẹo dâu, kẹo sô cô la các loại đã được người tiêu dùng ưa chuộng và được bán rộng rãi tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn và các cửa hàng bánh kẹo thực phẩm trên cả nước. Tuyệt vời, cảm ơn cô nhé. Chị đi mua ngay đây. Thực phẩm Đức Hạnh cho cuộc sống thêm ngọt ngào.